Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Yaz 125 tỏ sáng với cái dàn chân Rainbow bắt hơn cả bạn. Cái phần chân áo của con Yaz 125 bên dưới đây được giữ nguyên bản với tông màu vàng đen, nhìn vào không có quá gì là nổi bật. Tuy nhiên nếu sau cận cảnh cái phần chèn chân ta thấy ngay cái một tài sản thú vị từ người chủ. Khẩn đầu thay đổi một số tiểu tiết đơn giản như cụm domino đèn đi cùng chiếc cụm công tắc bên trái, bộ bao tay tắt tiếp kết hợp cùng với lùi chung từ Rizoma. Hệ thống phanh trước bao gồm ở dòng heo bấm đầu F kết hợp cùng với đó là heo dòng Brembo Moto3 hybrid đối xứng có mức giá khoảng 30 củ. Vì có kết cấu là ốc khác lạ nên chủ xe phải CNC một phát heo riêng thì mới dùng được. Chi tiết phần đĩa trước đến tận hệ của Racetech được bắt vào mâm phim thông qua cái bộ thất lòng đi cùng ốc kia nằm. Kế tiếp là phần ben đạp Rainbow tích hợp bình dầu liền mang giá trị khoảng 30 củ. Mẫu ben này ở dùng trong những mùa giải MotoGP cho cái năng chịu nhiệt tốt, độ bền cao, trọng lượng lại vô cùng nhẹ. Nếu như những bản độ chèn chân trước và cái ben đạp làm chưa bạn hài lòng và chưa đánh giá cao chiếc xe này thì hãy nhìn vào bộ phận phanh sau. Đây cũng chính là cái chiếu heo dọc Rainbow nhưng là phiên bản HRC 2m đối xứng được tầm cái vát xe ngược 90 độ kết hợp cùng với đĩa sau Racetech 220. Cái đổi mới hệ thống treo bằng cục Nitron bình dầu rời của cái dòng là R3 lắp vào chiếc Yaz để tạo một độ nhún nhảy chi mãi hơn cho chiếc xế. Ngoài ra còn có hình dạng bình dầu CNC bạc, lo sao phục màu xanh ngọc đặc trưng của dòng phụ này khiến khó nhầm lẫn với những thương hiệu khác. Waro 110 nâng cấp mạnh tay với cái dòng sóc Magic vừa cập bến Việt Nam. Cái chiếc Waro 110 2.9 dưới đây được người chủ của nó đã chọn lên rất nhiều chi tiết như heo dọc Rainbow, hệ thống phanh đĩa sau, mầm, đặc biệt là thuộc Magic phía sau cùng rất nhiều món đồ chơi nhỏ và chúng ta hãy liệt kê tiếp bên dưới đây. Đầu tiên thì chi tiết quần áo được sơn chuyển màu theo từng góc độ ánh sáng khác nhau, rất tinh tế, đi cùng với một bộ tem rời ấn tượng giúp chiếc xe trở thành tâm điểm của sự chú ý xuất hiện ở giữa phố. Trái phải là cụm công tắc domino đi cùng chiếc cụm ga cùng hiệu để làm mới chiếc xe, đi cùng với những hiệu năng nhất định của sản phẩm. Cả hai bên đều trang bị cái cặp ta thắng Rainbow Access để kiểm soát lực phanh cho cái dàn chân trước và sau. Hệ thống phanh nâng cấp mạnh mẽ, đĩa đồ chơi kết hợp cùng heo Rainbow Blitz 2m đối xứng, mức giá khoảng 10 triệu một củ. Để tránh hoàn chỉnh mẫu heo này bắt buộc phải chạy phát nhôm CC từ máy cho cái độ chính xác cực kỳ cao. Độ bám đường cũng được cải thiện qua tới vỏ Michelin MotoGP với những cảnh ray rất ít tăng thêm cái độ bám đường cực tốt. Sau khi đã quá nhàm chán với những thương hiệu như Holin hay Nitron thì ngay cái phục Magic bình dầu rời vừa cập bến Việt Nam thì người chủ định tậu ngay cho con xe của mình để tăng thêm cái sự độc lạ. Được nghiên cứu và giải thích đúng kết cấu của chiếc Waro nên sản phẩm có cái tính ổn định, độ bền cực cao. Cái lý do người chủ đã đổ cái thắng dầu cho cái dàn chân sau là vì chiếc xe được nâng cấp luôn phanh đĩa sau với điểm nhấn vẫn là cái heo dọc Rainbow Blitz tạo thành một cặp với dàn chân trước, xung quanh là dòng ốc R5 điện phanh lên gam màu titan. Che cái nước titan được tạo hình vô cùng nổi bật liên kết cùng tua 4 rod tạo cái sự sang chảnh giúp chiếc xe có một chút điểm nhấn cái dàn chân sau ở góc nhìn bên phải. Và không thể không nhắc về cái cặp mầm Power được sản xuất dành riêng các dòng xe ga sử dụng, ít chế cháo, không nặng nề, lại tăng thêm độ hầm hố. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, nhớ like và subscribe.